rõ và nghe rõ thầy ạ. Vâng, cảm ơn thầy. Bây giờ là 20 giờ, tôi xin phép được bắt đầu bài giảng. Kính thưa các anh chị, các bạn, là vì lịch của bộ môn cũng lịch của chương trình đào tạo khá là sát và có một số thầy cô phải thay đổi lịch. Bản thân tôi cũng phải trì hoãn các cái tiết giảng này. Và vì các buổi chiều kín hết, xin phép được đã xin ý kiến của lớp trưởng hay là phụ trách nhóm. Thì chúng ta sẽ học buổi tối, hóa ra giờ này cũng là khá là mát mẻ mà cũng không vướng bận gì cái công việc điều trị. Hôm nay tôi sẽ xin trình bày hai chủ đề cũng khá là thú vị và cũng là quan trọng trong thực hành tim mạch. Đấy là tiếp cận và chẩn đoán xử trí ngất trong khoảng 45 phút đầu, và sau đấy là tiếp cận và chẩn đoán gọi là dự phòng đột tử do tim. Đây là hai chủ đề cũng liên quan khá nhiều tới lĩnh vực rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên là đây là những chủ đề tương đối là khó. Trước hết là nói về ngất thì là ngất khó, bởi lẽ là ngất xong thì lại tỉnh, vì phải có tỉnh thì mới gọi là ngất. Và khi tỉnh thì lại đi khám bệnh, cho nên người thầy thuốc thường là không chứng kiến được cơn ngất, hoặc có chăng chỉ là nghe lại lời kể một vài đoạn video clip quay theo kiểu camera an ninh từ xa, không rõ để phân tích các đặc trưng. Vì ngất thì người bệnh đều là ngã xuống, nhưng mà trong cái cơn ngã đấy nó có co giật hay không, rồi có rối loạn cơ tròn hay không, rồi có các dấu hiệu như là da niêm mạc trong cái cơn ngất chẳng hạn, thì cái camera an ninh cũng không cung cấp đầy đủ thông tin. Ý thứ ba nữa là ngất là một cái vấn đề khó về tiên lượng. Nhiều trường hợp chúng ta, một trường hợp ngất mà chúng ta tiên lượng quá mức thì dẫn tới là quá nhiều các cái thăm dò không cần thiết, các cái xử trí không cần thiết, thậm chí kể cả những thăm dò xâm lấn. Chúng ta hoàn toàn dễ dàng là chỉ định một cái trường hợp thăm dò điện sinh lý học tim, chọc rất nhiều cái lỗ vào mạch máu rồi luồn vào buồng tim, cho một cái trường hợp một nữ sinh ngất tái đi tái lại nhiều lần theo kiểu ngất phản xạ, thì vậy là thường. Ngược lại thì nếu chúng ta tiên lượng không tới, một vài bệnh nhân ngất mà chúng ta bỏ qua các nguyên nhân rất nguy hiểm là ngất do tim, thì chúng ta cho bệnh nhân về nhà và bệnh nhân có thể bị đột tử, tức là ngừng tim thực sự. Đó. Chúng tôi đã gặp rất nhiều, một cái trường hợp là bệnh nhân ngất và cảm giác nó lành tính và tất cả các thăm dò đều không thấy bất thường gì. Vì không thấy bất thường gì nhưng không thể xử trí được. Đấy, và cuối cùng thì là sau một thời gian thì nhận được tin là bệnh nhân đã bị chết thực sự, đột tử. Đó. Cho nên là đấy là một cái vấn đề trong thực hành rất là dày dứt. Thế thì hôm nay trong phạm vi 45 phút theo chương trình thì tôi cũng không có tham vọng trình bày hết tất cả các khía cạnh về ngất. Và bản thân ngất cũng là một học thuật rất là sâu sắc, cần khá nhiều thời gian, công sức. Và bản thân ngất là một cái lĩnh vực mà chúng ta chưa có sự phát triển một cách thích đáng tại cái hoàn cảnh thực hành Việt Nam. Do vậy thì ngay cả những bác sĩ được coi là chuyên sâu về nhịp tim, về tim mạch, nhưng mà hiểu cho tường tận về ngất cũng chưa hẳn là ai cũng đã hiểu được. Và chính vì vậy thì tôi sẽ trình bày, cố gắng là giản lược những cái nội dung thông tin để các bạn là những học viên sau đại học tim mạch chung có thể nắm bắt được các thông tin cơ bản để áp dụng cho thực hành. Và tôi tin là nhiều thông tin tôi trình bày hôm nay các bạn có thể chưa từng nghe bao giờ. Thầy Hạnh có nghe rõ không ạ? Vâng. Tôi xin có nhỉ. Tập gì về kỹ thuật không ạ? Có thầy ạ. Vâng. Không có trung tập kỹ thuật. Vâng. Thế tôi đã nói ngất là một trường hợp rất khó. Đây là một trường hợp mà ngất đấy, mất ý thức, cho nên là đánh giá cái bệnh nhân ngất thế nào, như tôi nói, gặp rất nhiều các cái thách thức vì nó là vấn đề thoảng qua. Những cái nội dung tôi trình bày hôm nay chủ yếu dựa vào khuyến cáo cập nhật nhất cho đến thời điểm này của Hội Tim mạch Châu Âu về chẩn đoán và xử trí ngất. Một số định nghĩa, thứ nhất là ngất là tình trạng mất ý thức tạm thời, viết tắt tiếng Anh là TLOC, Transient Loss of Consciousness. Do cái tình trạng mất ý thức tạm thời này là do giảm tới máu não toàn bộ chứ không phải là cục bộ, ví dụ tắc động mạch não một góc thì nó khác, đây là mất tới máu não toàn bộ, đặc trưng bằng khởi phát nhanh, ngoài trời mưa to quá, khoảng thời gian ngắn, chứ còn ngất mà dài quá thì bệnh nhân cũng sẽ thiếu máu não trầm trọng và sẽ có di chứng tự phát phục hồi hoàn toàn. Đấy, như vậy ngất là mất ý thức tạm thời do giảm toàn bộ, đặc trưng bằng cơn khởi phát nhanh này, khoảng thời gian ngắn này, ngắn bao nhiêu phút thì thực ra chúng ta chưa có một định nghĩa cụ thể.
Nhưng mà ý là nó chỉ trong thời gian vài chục phút ở lại thôi, tự phát hồi phục hoàn toàn, chứ không phải do chúng ta hồi sinh tim phổi mà sống, không phải do chúng ta dùng thuốc vận mạch nâng áp lên, không phải chúng ta tạo nhịp tạm thời mà bệnh nhân tỉnh. Đấy, tự hồi phục hoàn toàn. Vậy thì mất ý thức tạm thời định nghĩa thế nào? Là bệnh nhân không biết gì, mất nhận thức, tỉnh dậy thì cũng không nhớ chuyện gì đã diễn ra. Đấy, trong thời gian mà được cho là bất tỉnh, rồi bất thường ra vận động. Lúc bệnh nhân ngất mà nếu chúng ta đứng bên cạnh bảo là anh giơ tay chân lên, người ta không biết, không làm theo, mất khả năng đáp ứng. Nhiều trường hợp là véo vào tay vào chân, người ta không biết, hoặc tí nữa tỉnh giấc hẳn, tỉnh hẳn ra thì hỏi là có đau không thì bảo là không biết, không biết, không đau. Đấy. Và xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Ý là nếu mà dài quá thì nó cần phải nghĩ tới một cơ chế khác, hoặc là mất tuần hoàn não thực sự kéo dài thì nó dẫn tới ngừng tuần hoàn rồi. Đấy. Thế thì mất ý thức thoảng qua có hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất do chấn thương sọ não, trong bệnh nhân bị choáng não không biết gì, thì đấy là cái phạm vi ngoại khoa mà chúng ta không bàn trong các buổi giảng hôm nay. Và không do chấn thương đầu, đó là các nguyên nhân nội khoa. Xin hỏi các bạn, cái tiếng mưa ngoài có ồn quá không? Bạn nào trả lời giúp ạ? Tụi em nghe được rồi ạ. Nghe rõ thì không bị nhiễu, đúng không ạ? Vâng. Vì ngoài trời mưa to lắm, ồn ào lắm. Tôi sẽ kéo ra. Đấy. Nhưng mà thì mất ý thức tạm thời chia làm hai nhóm, là do chấn thương đầu và không do chấn thương đầu. Thế còn mất ý thức tạm thời nhiều thứ lắm, đúng không? Các nguyên nhân thần kinh, các nguyên nhân như là hội chứng ABC, rất nhiều thứ, rồi là ngất do tâm lý, thích thì ngất. Nhưng mà được chẩn đoán là ngất khi mà một là có kèm dấu hiệu đặc trưng của ngất phản xạ, ngất do tụt huyết áp tư thế hay do tim mạch, ý là rối loạn nhịp tim. Đấy, tức là phải có những cái dấu hiệu gợi ý một trong ba cái thể thức ngất đó thì mới gọi là ngất chính danh. Và ý thứ hai là không có dấu hiệu đặc trưng của các dạng mất ý thức thoảng qua khác. Ví dụ bệnh nhân mà ngất mà lại rõ ràng cơn động kinh, đấy, bác sĩ chẩn đoán là cơn động kinh, ghi điện não đồ là cơn động kinh toàn thể, thì là không phải là ngất mà nó là chẩn đoán là động kinh đó. Cho nên là ngất chỉ khi mà có ba hoàn cảnh: phản xạ này, tụt huyết áp tư thế này, hay do tim mạch, ý là chủ yếu là do loạn nhịp tim. Đó là những cái định nghĩa mà các bạn cần nắm vững trước khi tiếp cận những khái niệm tiếp theo. Vậy ngất là sinh lý bệnh như thế nào? Thì do giảm tới máu toàn bộ do tụt huyết áp hệ thống mà ra. Đấy, giảm tới máu toàn bộ do tụt huyết áp hệ thống. Các bạn tắt micro giúp chọn. Thế thì người ta chứng minh là giảm tới máu não đột ngột trong thời gian 6 đến 8 giây thì sẽ gây mất ý thức, chứ còn khoảng 3 4 giây đổ lại thì người ta chỉ loạng choạng một tí thôi, xa sầm mặt mũi. Đấy, cho nên sau này mà nếu trên Holter điện tâm đồ mà có một đoạn ngừng xoang khoảng 6 đến 8 giây thì từ lúc bệnh nhân ngủ, còn nếu bệnh nhân thức thì bệnh nhân chắc chắn bị ngã. Đấy, cái mốc gọi là mốc người ta đã làm cho thực nghiệm. Thứ hai là ngất chỉ khi mà huyết áp tâm thu thấp tới mức khoảng 50 đến 60 mét thủy ngân đo tại tim, tức đo tại động mạch chủ, tương đương với khoảng 30 đến 45 mm thủy ngân tại não ở tư thế đứng, thì về cơ bản là không cung ứng đủ đủ cái tuần hoàn não và sẽ gây mất ý thức. Đó là những cái mốc để tham chiếu về huyết áp. Thứ ba nữa là cái huyết áp tụt thì dẫn tới thiếu máu não và gây ngất. Đấy, cơ chế như vậy thì huyết áp phụ thuộc vào cung lượng tim và trở kháng mạch ngoại vi. Cho nên chỉ cần mất một trong hai yếu tố này có thể gây tụt huyết áp, của dẫn đến ngất. Ta sẽ gặp là những cái phản xạ dẫn tới giãn mạch toàn bộ, làm cho bệnh nhân không thể có trương lực mạch để duy trì huyết áp và ngất. Ngược lại thì nhiều bệnh nhân là một cái phản xạ ức chế tim làm vô tâm thu kéo dài, thì tim không bóp cho dù trở kháng mạch vẫn tốt nhưng vẫn là ngất. Đó. Tuy nhiên người ta chứng minh là trong sinh lý bệnh ngất, tất cả các cơ chế chính thì thường cả hai yếu tố đều liên quan, vừa sụt giảm cung lượng tim vừa gây mất trở kháng mạch máu ở mức độ khác nhau. Đấy, nhiều hay ít thôi, chứ còn cả hai yếu tố đều có liên quan trong phần lớn các cơ chế gây ngất. Ở đây một vài cái minh họa về cơn ngất thôi. Đó, các bạn tham khảo chơi thôi. Use encouraging words because sometimes life trong lễ cưới là tự nhiên là đang là ngất, đang đứng ngất, ngất đấy, tức là mất ý thức rất là nhanh. Ngất. Vân vân đấy, tức là những hoàn cảnh. Thế ý là gì? Ý là cái cơn ngất nếu mà xem video clip thì nó cũng giống nhau lắm, rất khó để có thể cho nó phân biệt. Nhưng mà hình ảnh bằng một người bệnh mà đổ xuống như một cây chuối thì là chắc chắn là có thể xác lập được chẩn đoán ngất. Tuy nhiên là lúc đó nếu có camera cận cảnh quay được bệnh nhân có giật cơ không, có cắn lưỡi không, có trợn mắt không,
tím môi đầu chi niêm mạc hay không thì nó sẽ giúp ích hơn, nhưng thật tiếc là phần lớn các cái camera ninh thì không thể hiện những cái thông tin về ngất như vậy. Vậy thì phân loại ngất như thế nào? Ngất là TLOC, tức là tình trạng mất ý thức thoảng qua tạm thời, thì có hai nguyên nhân chính là do chấn thương đầu, chúng ta sẽ bàn trong lĩnh vực ngoại khoa, và không do chấn thương đầu thì có ba cái nhóm chính ngất chính danh là ngất do phản xạ hay là qua trung gian thần kinh, ngất do tụt huyết áp tư thế và ngất do tim, chủ yếu là liên quan tới các rối loạn nhịp. Ngoài ra thì một số cái tình trạng mất ý thức thoảng qua khác không phải do ngất chính danh, như là cơn động kinh có thể là cục bộ toàn thể có kèm theo co giật hay không, còn do các nguyên nhân về tâm lý như là giả ngất do tâm lý, thích thì ngất, và do những nguyên nhân hiếm gặp khác như là hội chứng ăn cắp máu động mạch dưới đòn, rồi các cái xuất huyết não, rồi một số cái hội chứng đặc trưng khác. Đấy, như vậy thì đấy là phân loại ngất, và ngất chính danh như tôi nói là do phản xạ, tức là qua trung gian thần kinh, ngất do tụt huyết áp tư thế và ngất do tim, tức là do rối loạn nhịp tim là chính. Đấy, sau này tiếp cận bệnh nhân ngất thì ở lãnh địa tim mạch học, các bạn nhớ nằm lòng có ba cái nguyên nhân ngất chính như vậy. Theo các cái thống kê thì ngất do phản xạ, tức là qua trung gian thần kinh chiếm khoảng 34%, khá là thường gặp. Đấy. Ngất do hạ huyết áp tư thế khoảng 11%, ngất do tim khoảng 14%, ngất do những cái bệnh lý khác ngoài tim mạch là khoảng 24%, và ngất không rõ nguyên nhân chiếm 1/3. Tức là sau khi tìm hiểu tất tật các vấn đề rồi, không thể tìm được nguyên nhân tại sao. Và đấy cân nghĩa tại sao mà trước đây có những bệnh nhân chúng ta đã rất cẩn trọng, ngất không xác định nguyên nhân tại sao và cho bệnh nhân về nhà và bệnh nhân đã đột tử, là mất ý thức thật sự, đấy, kéo dài. Thì khoảng 1/3 đấy chính là vấn đề khó của lâm sàng ngất. Ngoài ra chúng tôi thấy là trong số trường hợp này chỉ ngất do tim là thực sự nguy hiểm tính mạng thôi, chiếm khoảng 14%, không nhiều lắm. Phần lớn còn lại là ngất do những nguyên nhân mà khá là lành tính, tôi nói khá là lành tính. Do vậy thì đứng trước một cơn ngất, chúng ta cũng không nên quá hoảng hốt vì tiên lượng phần lớn là lành. Nhưng vấn đề chúng ta bỏ sót một trường hợp ngất do nguyên nhân nguy hiểm, như là ngất do rung thất chẳng hạn, xoắn đỉnh chẳng hạn, mà không phát hiện thì có thể thành rung thất và gây tử vong. Đấy. Ý thứ hai nữa là nhiều trường hợp cơ chế ngất có thể là nhẹ, nhưng mà có thể không phải là lúc nào cũng không gây nguy hiểm. Ví dụ bệnh nhân đang lái xe có thể gây tai nạn giao thông, bệnh nhân đang bơi có thể bị đuối nước, bệnh nhân đang leo cao có thể bị ngã, vân vân. Đó. Nhưng mà cái xác suất gặp là như vậy, khoảng 1/3 là vẫn không rõ nguyên nhân tại sao. Thế trước hết tôi sẽ trình bày cái dạng ngất thường gặp nhất, gọi là ngất qua trung gian thần kinh hay là ngất phản xạ, thì có ba nhóm nhỏ. Đấy. Nhóm thứ nhất là ngất do phế vị, do cường thần kinh phế vị quá mức dẫn tới ức chế tim và mạch, thì là thường là xảy ra ở tư thế đứng, rồi liên quan đến những cảm xúc như sợ hãi, đau như đặc biệt là đau tạng. Nhiều trường hợp một cơn đau bụng có thể bệnh nhân lăn ra ngất do cường phế vị. Đấy, rồi là ám ảnh về máu chẳng hạn, nhiều người là nhìn thấy máu là lăn ra ngất, đấy chính là ngất do cường phế vị. Ngất ra là ngất tình huống, đấy, cũng là thường gặp, là ví dụ khi bệnh nhân đi tiểu xong là ngất, đấy, sau một cái giận tiểu mạnh thường là hay gặp của bệnh nhân có tuổi rồi, u phì đại tiền liệt tuyến. Như vậy trong trường hợp này cơ chế của tụt huyết áp tư thế cũng góp phần nhiều đấy. Rồi sau một cái kích thích tiêu hóa như là nuốt một miếng thức ăn to sau giận đại tiện vân vân, sau một phản xạ ho hắt hơi, mọi người là hắt hơi một chuỗi 10-15 cái sau lăn ra ngất, và cứ lặp đi lặp lại là cái tình huống nó như vậy. Ngất sau tập thể dục như cử tạ, khi cử tạ người ta sẽ co cơ rất mạnh, nín thở rất mạnh và tăng áp lực trong lồng ngực, giữ một cái áp lực nhất định lên tim. Khi buông tạ một cái thì áp lực rớt xuống và có thể dẫn tới ngất. Rồi nhiều trường hợp là sau một cơn cười rũ rượi ngất, hoặc bệnh nhân thổi kèn, khi thổi kèn thì áp lực trong lồng ngực tăng lên, chơi nhạc cụ, các cái bộ hơi đó, có thể gây ngất. Như vậy nhóm thứ hai là ngất tình huống, và thường là gì ạ? Hỏi bệnh nhân rõ, tức là sau một tình huống gì đó về sinh hoạt bệnh nhân ngất. Đấy, lặp đi lặp lại. Ngất thứ ba là ngất xoang cảnh, liên quan tới phản xạ quá mức của xoang cảnh, tức là chỗ cái hành cảnh. Thì ví dụ bệnh nhân sau khi cài cái khuy áo, đấy, gọi là cái nhân viên cổ cồn ấy, thắt cà vạt thì lăn ra ngất, xoa vào cổ ngất vân vân. Đó, thì những trường hợp đó. Như vậy thì ngất phản xạ là có ba cái nhóm chính: ngất phế vị, ngất tình huống, ngất xoang cảnh. Cơ chế bệnh sinh ngất phản xạ là do gì ạ? Do thứ nhất là do giãn mạch, tức là cường phế vị dẫn tới giãn mạch và làm mất cái phản xạ, cái trương lực phản xạ, cái trương lực sức cản ngoại biên. Rồi thứ hai là cường phế vị thì sẽ dẫn tới vô tâm thu hoặc là tụt huyết áp do giãn mạch,
Đấy. Rồi là chẩn đoán lướt phản xạ thì khi các nguyên nhân khác được loại trừ, đặc biệt là các bệnh tim cấu trúc, đấy, bệnh mạch vành, suy tim, rối loạn nhịp tim, đấy, hoặc các triệu chứng được tái tạo trong test bản nghiêng, tức là khi chúng ta làm nghiệm pháp bản nghiêng thì dẫn tới ngất, đấy, và cơ chế sinh lý bệnh chính của ngất cho phản xạ chính là một là giảm cung lượng tim đột ngột, hai là có thể cung lượng tim giảm ít nhiều nhưng mà trương lực mạch bị giảm đột ngột và dẫn tới mất cung lượng, mất huyết áp và dẫn tới mất tới máu não và ngất, tuy nhiên là sẽ phục hồi được ngay. Một cái nhóm ngất thứ hai là ngất do hạ huyết áp tư thế, thường nhất là liên quan tới thuốc men. Sau này chúng ta biết là các cái bệnh nhân cao tuổi dùng các thuốc điều trị hạ huyết áp như chẹn canxi, thuốc lợi tiểu thì là ngất, thì đầu tiên nghĩ tới ngay là ngất do hạ huyết áp tư thế, không liên quan giảm thể tích như bệnh nhân xuất huyết, tiêu chảy, nôn, rối loạn thần kinh tự chủ tiên phát, tức là bệnh nhân có thể không có những yếu tố trước đó nhưng mà có thể những cái rối loạn về thần kinh làm cho khi ở tư thế đứng thì không có sự điều vận giữ được huyết áp cho người bệnh. Rồi là rối loạn thần kinh tự chủ thứ phát như là những cái đái tháo đường lâu ngày, tổn thương thần kinh ngoại biên, rồi amyloidosis, rồi tổn thương tủy sống, cận ung thư, suy thận, vân vân. Đấy, thì trong trường này chính là những cái phản xạ ly tâm từ não bộ chỉ huy cái mạch ngoại biên để giữ trương lực mạch, giữ huyết áp ở tư thế đứng bị mất hoặc bị suy giảm với tổn thương tư thế, hoặc là khi bệnh nhân được dùng các cái thuốc giãn mạch làm cho dễ bị ngất huyết áp tư thế hơn. Ngất do tim là cái mảng thứ ba. Thực tế thì phần lớn các bệnh nhân mà chuyển tới viện tim mạch là ngụ ý là khi người ta nghĩ tới ngất do tim, thực hành chính là như vậy. Nhưng mà hiện nay vì cái mảng học thuật về ngất còn khá là chưa đầy đủ, cho nên là cứ ngất là người ta chuyển vào tim mạch, hoặc là một vài trường hợp nghi ngờ về động kinh và thần kinh. Đấy, nhưng mà ngất chính là ngất do rối loạn nhịp tim, rối loạn nhịp thứ phát liên quan đến thuốc như là dùng amiodarone kéo dài, liều cao dẫn tới QT dài và dẫn tới sấn đỉnh. Đấy. Một nhóm ngất do tim thứ hai là do các bệnh tim cấu trúc như hẹp eo động mạch chủ, bệnh cơ tim phì đại cũng có thể ngất, u nhầy nhĩ trái có thể ngất, lấp vào van hai lá làm cho không có cung lượng lên não ngất. Đấy. Rồi là các cái bệnh lý tim bẩm sinh khác, rồi kẹt van nhân tạo là ngất bởi vì là không có cung lượng đó. Ngoài ra những cái bệnh lý khác như bệnh tắc mạch phổi, lóc động mạch chủ, tăng áp phổi vân vân cũng là những nguyên nhân do tim có thể gây ngất. Ngoài ra nữa thì các bệnh viêm cơ tim, rồi là các cái trường hợp tác động tới cơ tim do virus cũng có thể gây ngất, nhưng thường là gián tiếp thông qua rối loạn nhịp tim hoặc là giảm cung lượng thì nó trong cái bệnh cảnh của sốc tim rồi đó. Thì tôi xin nhắc lại một chút là sinh lý bệnh của gây ngất có ba nhóm ngất chính: ngất do phản xạ, ngất do tim và ngất do hạ huyết áp tư thế. Thì cái sinh lý bệnh hoặc là giảm cung lượng tim hoặc là mất trở kháng ngoại biên, nhưng trên thực tế thì mỗi cái cơ chế gây ngất thì có thể có sự tham gia của hai yếu tố này, nhưng mà riêng ngất do tim thì tiên phát là do giảm cung lượng tim, thường liên quan đến nhịp quá nhanh hoặc quá chậm. Thế còn lại thì ngất do phản xạ hay là ngất do tụt huyết áp tư thế thì có cả yếu tố giảm cung lượng, có cả yếu tố giảm trở kháng ngoại biên. Đứng trước một bệnh nhân gây ngất thì có ba cái nhóm ngất chính như vậy, thì vấn đề là làm thế nào để biết được, thì cái hỏi bệnh rất là quan trọng. Hỏi bệnh rất quan trọng. Các cái đặc điểm lâm sàng gợi ý cái hình thái ngất, ngất phản xạ tức là ngất qua trung gian thần kinh thì thường là không có bệnh tim thực tổn, ít nhất là hỏi trước giờ có bệnh tim không, bệnh nhân trả lời là không, trong cái kiểu hình không có bệnh tim mạch. Đấy. Ngoài cân ngất, bệnh nhân đi lại phăng phăng, giao diện tiếp xúc không thấy có dấu hiệu hạn chế cơ năng gì. Thứ hai là ngất do phản xạ thì vì là phản xạ cho nên nó thường là ngất từ lâu và tái diễn rất nhiều cơn, chứ còn một cơn đơn lẻ lại cái tính chất nguy hiểm sẽ cao hơn đấy. Như có những ông cụ đến tận 70 tuổi ngất cơn đầu tiên thì cẩn thận, không phải đùa được. Tiền sử nhồi máu cơ tim chẳng hạn thì ngất này là phải nghĩ tới ngay là ngất do tim, do loạn nhịp thất nguy hiểm, chứ đừng có nghĩ là ngất do phản xạ nữa. Vì ngất do phản xạ thì cụ đã bị từ thời thanh niên rồi đó. Rồi là sau khi có những yếu tố gọi là tâm lý khởi kích như là nhìn rồi thấy máu, mùi vị, một cái mùi quá là mặn, quá là chua, quá là nồng đấy, quá là khét có thể ngất. Rồi đứng lâu đông người, hoàn cảnh nóng bức, sau phản xạ nôn, sau trong hoặc sau bữa ăn đấy. Tôi có anh bạn là sau khi ăn một cái mù tạt nó sộc lên mũi cay cái anh ngã sập xuống bàn cái, anh chưa kịp đỡ thì lại ngã lộn ngược ra sau, xây xước hết bàn mũi. Nhưng mà 10 năm nay vẫn tiếp tục chơi với anh ấy, anh không ngất lại. Đấy, như vậy thì ngất trong một tình huống đơn lẻ thôi, do phản xạ thôi. Rồi ngất khi mà quay đầu hoặc đè xoang cảnh, ngụ ý là liên quan tới kích thích xoang cảnh.
Nhất một số trường hợp rất sâu gắng sức như là sau khi mà đi tiểu tiện đấy, giận rất nhiều một người bị u phi đại tiện liệt tuyến thì có thể cái ngất. Như vậy thì ngất phản xạ nói chung là lành tính hơn so với những nguyên nhân ngất khác. Tuy nhiên là nếu mà ngất vào vũng nước thì có thể là chết đấy, chết người đấy. Đấy. Rồi, thứ hai là ngất do huyết áp tư thế thì thường là hay gặp là sau ở bệnh nhân là cái câu hỏi là bác trước khi ngất bác đang làm gì? Bảo tôi đứng trong nhà vệ sinh. Đấy. Tôi đứng trông đứa cháu nó chơi ngoài sân. Đấy, tức là ít nhất là phải có từ đứng. Đấy, sau đó thì bệnh nhân mới ngã xuống. Chứ còn nếu mà cụ bà kể lại là ông đang nằm trên giường tự nhiên ông không biết gì thì đừng có nghĩ là ngất do huyết áp tư thế. Đó. Rồi, thứ hai là liên quan tới cái việc điều trị thuốc huyết áp. Đấy. Là người ta kể là ông bị huyết áp cao, bác sĩ kê đơn. Đấy. Uống thuốc thì thấy tốt nhưng vừa rồi không biết tại sao lại cũng lại ngã. Thì như vậy là nghĩ ngay là cả đời không ngất mà bây giờ uống thuốc hạ huyết áp ngất thì phải nghĩ tới là ngất do hạ huyết áp tư thế. Rồi là đứng lâu đúng không ạ? Như chúng ta nhìn thấy đấy, có những người lính canh đứng gác từ sáng đến trưa người ta ngất, nóng bức nữa thì do cơ chế giãn mạch rồi giảm mất dịch vân vân. Rồi vân vân, đó là những nguyên nhân do cái nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba ngất do tim là cái thầy thuốc tim mạch hết sức phải quan tâm. Thứ nhất là phải có bệnh tim thực thể. Đấy, đặc biệt là tiền sử đã nhồi máu cơ tim cũ, tiền sử là suy tim phân phối trong máu chỉ được có 30%. Đấy, mà những trường hợp này lăn ra ngất thì phải nghĩ ngay ngất do tim trước chứ đừng có máy móc suy luận là ngất do phản xạ cái gì cả. Và những trường hợp này chúng ta bỏ sót là bệnh nhân có thể đột tử thực sự. Đó. Và thậm chí là nhiều trường hợp không biết nguyên nhân tại sao, không có các cái clue, các cái chứng cứ, các cái manh mối để chẩn đoán thì xin mời là đặt luôn cho bệnh nhân cái ICD. Đấy, chỉ định là có chứ đừng có không quyết đoán và dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, bởi vì ngất nhất là xuất hiện lần đầu trên nền bệnh nhân sau nhiều mẫu cơ tim thì nó thực ra là cái nguy cơ rất cao. Rồi tiền sử gia đình đấy, hoặc là có người đột tử hoặc bệnh lý kinh tế bào, ví dụ như là cậu em ngất mà lại cậu anh lại được chẩn đoán hội chứng Brugada type A thì phải nghĩ xem là có cái bệnh lý di truyền giữa anh em hay không. Đấy, sau khi gắng sức hoặc nằm đấy, đặc biệt là bệnh nhân nhiều trường hợp là nằm đêm ngủ. Người vợ kể là ông chồng đang nằm ngủ nửa đêm là la hét ầm ĩ lên. Đấy, sau đấy là thở hồng hộc ra. Đấy, thì là như ai bị ai bóp cổ thì như vậy là ngất này là ngất do tim đấy, khả năng gợi ngất do tim. Chứ còn phản xạ lúc người ta ngủ sao người ta có phản xạ? Người ta nằm làm sao mà hạ huyết áp tư thế? Đấy, cái phân tích là như vậy. Cho nên là cái đứng trước bệnh nhân gây ngất là các cái suy luận của người bác sĩ nó không khác gì là Sherlock Holmes. Hỏi thì ít mà suy đoán thì nhiều. Triệu chứng nhiều khi rất là nghèo nàn qua lời kể của người bệnh. Và đặc biệt quan trọng nữa là trên điện tâm đồ có các rối loạn nhịp. Đấy, ví dụ bệnh nhân ngất mà trên điện tâm đồ là có ngoài âm thu rất dạng R trên T thì là ngất thật chứ, là ngất cho tim mạch quá chứ, phải nghĩ đến đầu tiên. Đấy, hoặc là có hội chứng QT ngắn, QT dài, hội chứng tái cực sớm, hoặc là một cái sẹo nhồi máu cơ tim to tướng ở vùng trước rộng. Đấy, thì những điểm chúng ta phải nghĩ ngất cho tim. Bây giờ chúng ta tiếp cận cái bệnh nhân ngất theo khuyến cáo ESC 2018 thì đứng trước một bệnh nhân mà mất ý thức thoảng qua bằng khai thác tiền sử bệnh, thường là qua lời kể thì chúng ta không thể chứng kiến cái ngất ngay trước mặt đâu. Thì là nếu mà hỏi kỹ ra mà không phải, đấy, là tôi chỉ choáng, tôi quỵ xuống, sau đấy tôi thấy là mọi người chạy sùng sục xung quanh, sau tôi cầu con dao ấn vào nhân trung, đấy, rồi người thì xoa ngực, người thì bôi dầu cù là, đúng không? Thơm phức cả mũi, thì như vậy là không phải ngất, đấy, người ta bất tỉnh đấy. Đấy. Thứ hai là khi khẳng định là ngất rồi thì chúng ta sẽ xử lý theo mô đun. Thứ ba là ngất mà không liên quan tới mất ý thức thoảng qua mà không do ngất, như là cơn động kinh, các rối loạn tâm lý, các nguyên nhân hiếm gặp khác thì chúng ta sẽ mời tham vấn chuyên khoa hoặc theo ngã riêng. Riêng cái ngất này thì đầu tiên chúng ta phải đánh giá là khai thác kỹ cái tiền sử bệnh và khám lâm sàng. Đấy, ví dụ nghe tim thấy có một tiếng thổi phù phù trong mạch cảnh, mình thấy một tiếng thổi giữa tâm tu, điện tâm đồ thì phì đại thất trái, xong tim thì vách lên thất là 30mm chẳng hạn. Thì như vậy là khám lâm sàng thực tổn thấy có bệnh tim rõ, ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo. Và một động tác rất đơn giản, rất hữu ích chính là đo huyết áp ở tư thế ngồi và đứng. Đấy, nếu mà ngồi đang huyết áp 120-80 mà đứng dậy huyết áp chỉ còn 95/60 mà lại chính sáng mặt mũi thì là hạ huyết áp tư thế rồi. Đấy, giờ chúng ta phân tích như vậy. Sau đó nếu mà chúng ta chẩn đoán khá rõ cái cơn ngất, ngất ngụ ý là do ba nguyên nhân, tôi xin nhắc lại, ngất do phản xạ, ngất do tụt huyết áp tư thế, ngất do tim, thì chúng ta điều trị chuyên biệt. Còn nếu chưa rõ lắm, chúng ta lại tiếp tục phân tầng nguy cơ. Nếu mà cơn ngất là đơn lẻ, hiếm khi xảy ra, không có bệnh tim thực tổn, nguy cơ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng là thấp, thì chúng ta có thể cho xuất viện về để tư vấn. Nhưng thực là trong hoàn cảnh Việt Nam thì nhiều lúc chúng ta không dám đâu. Đấy.
có thể là cho tư vấn rồi khám xét vào một dịp khác khi bệnh nhân vào nửa đêm chẳng hạn, thì cũng đừng có đổ xô cả tua trực ra, lại dành rất nhiều cái tài nguyên về xét nghiệm về con người để tập trung vào bệnh nhân đó, cứ để sáng mai hăng tính. Còn nếu mà nguy cơ cao như có dấu hiệu sẹo trên địa tâm đồ, hội chứng Brugger tiếp A vân, thì chúng ta cần phải đánh giá và điều trị đó, vân vân. Còn cái mức trung gian ở giữa chúng ta tùy theo tình huống mà xử trí. Các bước tiếp cận cơ bản với bệnh nhân ngất bao gồm có là khai thác bệnh sử chi tiết và triệu chứng thực thể, các thông tin chi tiết về cơn ngất, ngất có tiền triệu hay không, trước khi ngất có đau bụng không, có nóng mặt không, đặc biệt là có cơn hồi tính trống ngực hay không, có đau thắt ngực hay không. Bệnh nhân ngất sau cơn đau thắt ngực thì nghĩ tới là do co thắt mạch vành chẳng hạn, đấy, ai mà biết được, cơn đau Prince Metan chẳng hạn đó. Đánh giá cái tần suất cơn ngất là dày hay thưa, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống thế nào đó. Chất lượng cuộc sống khi ở khía cạnh người bệnh và gia đình. Có một cái bệnh nhân nữ ngày xưa chúng tôi gặp, cứ khoảng một tháng cháu ngất một lần. Thế mỗi lần ngất thì lại bố mẹ cháu lại từ trên Hà Giang lại bắt xe bắt cọ xuống, lại cơm đồ đạc vali xách xuống để xét nghiệm chẩn đoán, tìm mãi cũng không nguyên nhân lại về. Vừa về nhà cháu lại ngất, lại bố mẹ lại bắt xe xuống Hà Nội. Như vậy thì chất lượng cuộc sống cả gia đình bị ảnh hưởng. Đấy, từ rất khó. Rõ ràng chúng tôi biết là đây là một cái ngất do phản xạ tâm lý đấy, thậm chí là có thể là một cơn ngất do tâm lý căn nguyên rõ, nhưng mà cuối cùng là phải tư vấn sức khỏe đi sức khỏe lại đấy. Cháu ngất thế này rất khổ cho ba mẹ cháu, phải thế này thế kia đấy, dần dần là rồi cũng phải gọi điện về dặn dò vài lần, thì tự nhiên là nó thưa thưa dần ra và nó thoát được cơn ngất đấy, đấy. Cho nên là cái khía cạnh nhiều khái niệm về chất lượng cuộc sống nó rất là quan trọng. Hỏi cái tiền sử bệnh như là tiền sử bệnh tim mạch, các bệnh lý nội khoa khác, tiền sử chấn thương, tất cả mọi thứ đều quan trọng. Thứ hai, câu hỏi then chốt thứ hai là có bệnh tim hay không, đúng không? Khám lâm sàng, ghi điện tâm đồ, siêu âm tim, thì đây là một cái module của khám thực thể tim mạch. Và thứ ba là tiến hành phân tầng nguy cơ để trả lời câu hỏi then chốt ngất này có nguy hiểm hay không. Đó, đặc biệt là ngất do tim, ngất do rối loạn nhịp thì cần phải có những điều trị rất chuyên biệt. Ngược lại ngất do phản xạ, vài ba tháng bị một cơn, có hoàn cảnh, có tiền triệu rõ, thì chúng ta chỉ hướng dẫn người ta thoát khỏi cơn ngất, dùng các cái phản xạ đối kháng lực để tăng cường cái trở kháng ngoại biến, và tí tôi sẽ trình bày để giúp cái cháu bé hay là một người phụ nữ trẻ đó người ta thoát khỏi cơn ngất được. Đấy. Ngược lại mà nguy cơ cao, đấy, điện tâm đồ với dạng Brugada tiếp A mà ngất vài ba cơn rồi, thì lúc đó chúng ta có thể phải cân nhắc, có thể là cấy ICD luôn, đúng không? Nếu mà có những điều kiện khác chúng ta nghi ngờ, hoặc là có thể phải cấy một cái loop recorder để mà theo dõi trả lời then chốt được cái cân ngất như thế nào. Vì cũng là Brugada tiếp A trên điểm đồ, trừ trường hợp đột tử hay ngừng tim được cứu sống hay là ghi nhận rung thất như thất đa hình thái thì mới cấy ICD. Nhưng còn lại cân ngất khi bệnh nhân đến lại không có bằng chứng gì nữa, thì nếu mà người ta kể là cái cân ngất này là trước đó bệnh nhân cảm thấy tim đập rất nhanh, đúng không? Hồi hộp đến trống ngực và cảm thấy ngất đến nơi đấy, và sau đó ngất thực sự thì nó sẽ khác. Rồi ngất mà ngã sập xuống rồi xây xước mặt mày, tức là triệu chứng khởi phát rất nhanh. Đấy, thì những trường hợp đó nhiều lúc chúng ta phải cân nhắc cái ICD với mức chỉ định có thể tới 2A hoặc 2B. Đấy. Nhưng ngược lại thì nếu cũng là hội chứng Brugada tiếp A, cũng có cơn ngất, nhưng mà người ta mô tả là tôi chỉ khi mà sau khi mà nghe tiếng động lớn đấy, hoặc nhìn thấy máu tôi bị ngất, thì đúng là điều tâm đồ có rằng Brugada tiếp A thật, nhưng mà cái đặc trưng cơn ngất có vẻ liên quan đến phản xạ, thì lúc đó cái ICD có vẻ là chưa tới cái chỉ định. Đấy chính là cái vai trò người thầy thuốc lâm sàng đánh giá. Và lúc đó thì chúng ta có thể sử dụng các biện pháp ghi điểm đồ lưu động. Nhưng lưu động thì thường là bệnh nhân ngất thì lại không tự ghi được. Đấy, cho nên có thể chúng ta phải cấy một cái loop recorder, tức là thiết bị ghi điểm đồ cấy vào cơ thể để xử trí cái bệnh nhân đó. Thế tại khoa cấp cứu thì thường ngất là thường chạy vào khoa cấp cứu. Thì bây giờ chúng ta xử trí thế nào? Đấy, với tư cách là một bác sĩ tim mạch trưởng khoa cấp cứu, thì là ngất chúng ta phải trả lời câu hỏi là cái bệnh nhân có những nguy cơ cao không, tức là nguy cơ cao để lại những hậu quả nghiêm trọng, và hậu quả nghiêm trọng nhất là đột tử. Đấy, nếu mà có nguy cơ cao chúng ta phải cân nhắc nhập viện điều trị. Ngược lại thì nếu mà không có những cái đặc tính nguy cơ cao, phụ nữ trẻ ngất đi ngất lại 30 cơn, cơn này cơn thứ 31 chẳng hạn, thì cũng chẳng sao, đúng không? Thì có thể chúng ta có thể cho xuất viện khỏi khoa cấp cứu và mai đi khám tư vấn ở các đơn vị ngất khác đó. Còn ở cái đơn vị cái mức độ nguy cơ trung gian thì chúng ta cần phải phân tích kỹ hơn, và nhiều chút chúng ta phải giữ lại bệnh viện hoặc chuyển luôn vào cái đơn vị theo dõi ngất để điều trị nội trú trong đêm, để cho tùy các tình huống.
Thế đây một vài cái minh họa thôi. Cái slide này chúng tôi cũng dịch chưa hết được. Thì là trước hết là chúng ta đánh giá cái bản chất cái triệu chứng cơn ngất như thế nào. Nếu ngất mà có những cái như nhìn thấy âm thanh ồn ào, mùi vị không thích, nhìn thấy máu, rồi sau bữa ăn, rồi có những hoàn cảnh, ví dụ khi cạo râu, rồi xoa vào cổ, hoặc khi mà đeo cà vạt chẳng hạn, thì những cơn ngất này nhiều khả năng liên quan ngất phản xạ, cho nguy cơ thấp. Ngược lại thì nếu ngất mà trước đó bệnh nhân có đánh trống ngực nhiều, đau thắt ngực nhiều, đấy, hoặc là tiền sử lại có ông anh ruột lại bị đột tử, thì rõ ràng là cái nguy cơ, cái bản chất cái cơn ngất nó sẽ nguy hiểm hơn. Đấy, tức là căn cứ vào cơn ngất. Và chúng ta căn cứ vào cái tiền sử, bệnh sử khác, cũng như khám thực tổn. Nếu khám thực tổn hoàn toàn bình thường, không có bệnh tim mạch thì cái nguy cơ thấp. Ngược lại thì nếu khám thực tổn mà thấy là có bệnh mạch vành trước đây, cũng cầm theo cái hồ sơ là đã được nong đợt stent động mạch vành, rồi là khám thực thể thấy là bệnh nhân đứng dậy thì huyết áp tụt, tư thế dưới chiếm huyết thì ngân vân, thì mức độ nguy cơ cao, chúng ta cần phải lưu bệnh nhân lại đơn vị để điều trị chứ không cho bệnh nhân xuất viện. Rồi điện tâm đồ, nếu mà điện tâm đồ bình thường được xem là nguy cơ thấp sau khi những thứ khác đều bình thường. Đấy, chứ còn nếu mà điện tâm đồ bình thường mà nghe thấy thổi tâm thu 4/6 ở mỏm thì câu chuyện nó khác. Đấy. Còn nếu mà điện tâm đồ mà có bất kỳ cái thay đổi nào như là có nhịp chậm, có hội chứng Brugada tiếp A, rồi có QT ngắn vân vân, hay là block cấp 3 thực sự, thì đó là những trường hợp mà có nguy cơ cao. Và những trường hợp đương nhiên là chúng ta phải nghĩ tới là ngất do tim trước. Đấy. Bởi vì có những cái bằng chứng hiện hữu nguyên nhân gây ngất liên quan tim mạch và nên để cho bệnh nhân nhập viện để điều trị. Còn trường hợp nguy cơ thấp, không có bất kỳ nguy cơ nào như chúng ta liệt kê, thì có thể theo khuyến cáo của Tổ chức Châu Âu là có thể cho bệnh nhân xuất viện và khám theo hẹn sau đấy, để tránh các quá tải các phòng cấp cứu. Thế tôi sẽ nói rất nhanh về các cái thăm dò cận lâm sàng, và trong trường này chủ yếu nhằm phát hiện các trường hợp rất nguy hiểm đấy. Vì chúng ta biết là những cái thăm dò lâm sàng này sau khi đã làm hết mà không phát hiện cái gì cả thì chúng ta lại chẩn đoán loại trừ về những căn nguyên ngất an toàn hơn. Cái đầu tiên là soi song cảnh. Soi song cảnh và động tác là chỉ định cho bệnh nhân trên 40 tuổi, bởi vì là dưới 40 tuổi thì rất ít cái trường hợp mà nhạy cảm song cảnh. Là dịch tễ học thôi, người ta điều tra mãi thấy là hiếm lắm. Như vậy thì bệnh nhân ngất mà trên 40 tuổi, đặc biệt là các bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, tuổi 40 đấy, cơ quan có sự kiện, tức là lâu lắm mới lôi cà vạt ra đeo xong thì lăn ra ngất ở ngay trước gương đấy, thì trường hợp đó là có thể phải làm cái nghiệm pháp soi song cảnh. Và chúng ta xoa hoặc ấn vào song cảnh, ấn thì nó đỡ hơn, nhiều trường hợp mà xoa vào đúng dây, vào đúng cái chỗ mà có mảng sơ vữa động mạch cảnh thì nguy hiểm. Ấn vào 5-10 giây, sau đó nếu mà thấy là có ngừng tim trên 3 giây, hoặc là tất nhiên chúng ta phải soi song cảnh dưới monitor, hoặc là giảm huyết áp tâm thu trên 50 thì ngân soi ban đầu gây triệu chứng chóng mặt, choáng, thậm chí ngất thực sự, thì chúng ta chẩn đoán xác định là ngất do nhạy cảm song cảnh. Đấy, người ta cũng lưu ý là tỷ lệ 1/5000 trường hợp soi song cảnh gây tai biến mạch não thấp thôi, cho nên bây giờ khuyến cáo mới nhất là không có chống chỉ định soi song cảnh đâu. Nếu cần chúng ta vẫn làm xác định song cảnh, sau chúng ta loại trừ những trường hợp có những cái mảng sơ vữa lớn trong mạch cảnh, chúng ta ép vào song cảnh để mà đánh giá. Đấy. Như vậy thì cái biện pháp rất đơn giản mà giúp cho chẩn đoán. Nhưng qua quan sát thấy là ở Việt Nam thì cái loại hình ngất này ít gặp, ở phương Tây gặp nhiều hơn. Và đây là một cái minh họa, bệnh nhân này là soi song cảnh, soi được một tí thì thấy là tim ngừng dài ra, đúng, tim đập chậm hẳn lại, sau đó thì huyết áp tụt hẳn xuống và bệnh nhân có triệu chứng ngất. Như vậy thì đây là cái thể mà ức chế tim rõ. Đấy. Khi soi song cảnh mà tim không đập, cho tim không đập thì chả có cái gì cung lượng gì hết, đúng không? Không bóp thì chả có gì hết, kể cả cái trở kháng ngoại biên có hay không. Trong trường hợp này, phản xạ ức chế tim nó cũng có thể gây giãn mạch, nhưng mà cái vô tâm thu thì không có gì hết và ngất chắc chắn. Bệnh nhân này, chúng ta có thể tiêm pionatropin, sau lại soi song cảnh tiếp. Thì thấy là khi soi song cảnh thì là thấy là nhịp tim không chậm đáng kể, chậm tí xíu thôi. Và huyết áp cũng không có nỗi tụt sâu và không ngất. Thì như vậy chính là cái thể cơ chế vào tim ức chế mà dài quá thì cái máy tạo. Còn đây trường hợp khác là một bệnh nhân mà soi song cảnh thấy là tim đập chậm hẳn lại,
và ngất, tức là hình ảnh giống như ca trước đó. Huyết áp tụt xuống, không có huyết áp và ngất. Bệnh nhân sau này tiêm atropine, tiêm lại tiếp tục soi xung cảnh, thấy là tần số tim không chậm lắm, vẫn giữ được nhịp tim tương đối, nhưng mà huyết áp tụt xuống. Như vậy thì bệnh nhân này ức chế tim là ít, mà ức chế cái trở kháng mạch, co mạch để giữ huyết áp là nhiều. Đấy, như vậy thì cái hội chứng xoang cảnh gây ra hai hình thái: một là ức chế tim gây vô tâm thu, đương nhiên là không có tâm thu thì không có huyết động; ngược lại thì trường hợp thứ hai là tim vẫn đập, không nên nói chậm lắm nhưng vẫn ngất bởi vì huyết áp rớt do mất trở kháng mạch ngoại biên. Đấy, cho nên xoang cảnh rất nhiều ý nghĩa. Thứ hai, điện tim cũng không nói nhiều nữa, đúng không? Điện tim tôi thấy là ngất, tuy nhiên là chỉ khoảng, các cái tổng kết lớn cho thấy chỉ khoảng 19% bệnh nhân ngất là có chỉ điểm vấn đề tâm đồ. Đấy là ít thôi, không nhiều lắm. Thế vậy thì 80% còn lại chúng ta biết làm gì bây giờ? Thì là chúng ta cần phải tìm các cái biện pháp ghi điểm đồ kéo dài, lưu động. Thế đây là một cái minh họa trên đúng cái trang EC đấy, khuyến cáo đó, là bệnh nhân đang nhịp xoang, tôi cảm giác QT hơi dài đấy, sau đó xoắn đỉnh đấy. Thì nếu mà có bằng chứng rõ cái điện tâm đồ là xoắn đỉnh trên điện tâm đồ mà ngất, thì là ngất này là do tim rõ rồi còn gì, đúng không ạ? Đó. Rồi các phương pháp ghi điện tâm đồ lưu động như là onter từ 24 đến 48 giờ. Thì các bạn biết là bệnh nhân ngất và 3 tháng ngất một cơn thì cũng đừng có đeo onter làm gì. Đấy, trừ trường hợp là khi chúng ta nghe tim thấy có ngoại tâm tu, ghi điện tâm đồ thấy có những đoạn, hoặc nghe tim thấy có những đoạn nhịp chậm ngừng xoang kéo dài. Đấy. Thì ta mới đeo điện tâm đồ, chứ còn nếu mà không có những bằng chứng đó thì chúng ta nên sử dụng cái công cụ khác như là máy ghi biến cố, thiết bị ghi điện tâm đồ cấy vào cơ thể, hoặc là theo dõi qua đồng hồ thông minh, điện thoại thông minh tự động. Chứ còn onter chỉ là thể hiện khi bệnh nhân mà có cái biến cố thường xuyên, tức là ngày nào cũng có choáng ngất. Đấy, hoặc là điện tâm đồ có những dấu hiệu điện tâm đồ rối loạn nhịp diễn ra hàng ngày như là ngoại tâm tu thất, đấy, vân vân, thì hãy chỉ định. Đấy, chứ không phải là trường một cháu bé nó đi học, nó nhìn thấy cái bạn nó chảy máu xong rồi nó ngã, nó ngất, thì đến viện lại ghi luôn cái onter, thì ra là cũng không cần thiết, không phải là chỉ định chính thức đúng. Nhất là khi mà onter đang nhiều bệnh nhân đeo không có máy thì ta hãy dành cho người khác, đúng không? Thế đây một ví dụ thôi, một cái bản ghi onter thấy có block từng lúc gây đoạn ngừng tim tới 14 giây, thì như vậy là quan hệ nhân quả giữa rối loạn nhịp và ngất đã được xác lập và chúng ta điều trị thôi. Trong trường hợp này thì chúng ta nên cấy máy tạo nhịp tim, ví dụ như vậy. Liệu pháp gắng sức thì chỉ định cho bệnh nhân ngất, liên quan gắng sức rất đơn giản, để chúng ta sẽ làm một gắng sức thực nghiệm để xem là chuyện gì đã diễn ra trước khi cơn ngất xuất hiện, đặc biệt là khi mà gắng sức của bệnh nhân ngất trên thảm chạy. Đấy, thì mà chúng ta thấy các cái mối triệu chứng điện tâm đồ hay là huyết áp hay nhịp tim mà gợi ý chúng ta chẩn đoán, vì ta biết là những việc ngất mà sau khi bệnh nhân được lên thảm chạy có nghĩa là đã sàng lọc rồi, thì có ngất nữa cũng an toàn thôi, không nên nói quá nguy hiểm đó. Thế thì ví dụ như là bệnh nhân gắng sức thì bị tụt huyết áp, gắng sức bị block nhịp tim độ cao xuất hiện, thì chúng ta có thể có những biện pháp điều trị phù hợp. Nghiệm pháp bàn nghiêng là một cái chỉ định mà chúng ta nói nhiều trong các Ivan, nhưng mà cái kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam thì rất ít, bởi vì rất ít các trung tâm có nghiệm pháp bàn nghiêng để làm đó. Thì thông thường thì bệnh nhân sẽ được buộc chặt vào một cái bàn, sau đó đầu tiên là tư thế nằm ngang, sau đó dựng ngược lên tới khoảng 80 độ, thiếu một tí là thành 90 độ đó. Và các bác sĩ sẽ theo dõi huyết áp, nhịp tim trong lúc mà cái bàn nghiêng thế này. Đấy, thì chỉ định cho những trường hợp mà ngất chúng ta nghi ngờ liên quan tới ngất do phản xạ, ngất do tụt huyết áp tư thế, ngất do hội chứng post, tức là dấu hiệu hội chứng tụt huyết áp tư thế đứng, rồi ngất do các dấu hiệu về tâm lý đó. Thì thông thường thì khi mà những bệnh nhân phản xạ phế vị là khi mà bàn nghiêng đứng thế này chẳng hạn, thì cả nhịp tim và cả huyết áp đều giảm. Đấy, nhưng chúng ta như tôi nói lúc nãy là có mấy thể, có thể là nhịp tim không giảm nhưng huyết áp rớt, có thể là nhịp tim lại tăng mà huyết áp lại giảm. Đấy, ví dụ như là chúng tôi gặp trường hợp cháu gái con của cái bà lãnh đạo cao cấp của UNICEF tại Hà Nội ngất rất nhiều lần, để sau chúng tôi đã gửi sang bên Vinmec làm nghiệm pháp bàn nghiêng. Thì khi bàn nghiêng một cái thì tần số tim của cháu từ 80 chu kỳ phút tăng lên 140 chu kỳ phút, và huyết áp của cháu lại rớt xuống hơn 20 mét thì ngất. Cái trường hợp này thì chúng tôi biết là đây là một cái hội chứng post, và chúng tôi đã cho tí chẹn beta giao cảm đều thấp, kết hợp với ivabradin thì cháu đã cải thiện triệu chứng. Và chúng ta biết là con của bà lãnh đạo cao cấp UNICEF cùng bà đi khắp nơi rồi, đấy, khám ở Thái, khám ở Trung Quốc, khám ở nhiều nơi, nhưng mà khi tới Hà Nội thì các cái triệu chứng rõ ràng, và đến bây giờ cháu vẫn đang điều trị bởi hai cái thuốc như vậy và đáp ứng tốt.
Đấy là những cái chi tiết liên quan nghiệm pháp bản nghiêng, các bạn có thể tham khảo thêm. Nghiệm pháp đứng là ví dụ chẩn đoán tụt huyết áp tư thế, thì chắc là cũng ít bác sĩ thực hành nào tại Việt Nam chúng ta làm những cái này, chúng ta không để ý. Đấy. Thì nếu trường hợp mà một công cụ mà điều trị thuốc hạ áp mà bị ngất, thì chúng ta sẽ làm biện pháp là cho cụ nằm, chúng ta đo huyết áp, và cho cụ đứng dậy, chúng ta đo huyết áp. Đấy. Nếu mà huyết áp tâm thu giảm trên 2 mét thủy ngân, huyết áp tâm thương giảm trên 10 mét thủy ngân, hoặc là cả các trường hợp khác huyết áp tâm thu giảm xuống dưới 9 mét thủy ngân và gây ra triệu chứng chóng mặt, đấy, thì rất dễ dàng chẩn đoán là hạ huyết áp tư thế. Và ngay cả khi không có triệu chứng mà có các giảm huyết áp thế này, chúng ta vẫn có thể nghi ngờ là cái trường hợp hạ huyết áp tư thế. Rất đơn giản, chúng ta gọi là nghiệm pháp đo huyết áp đứng chủ động. Hy vọng là sau cái bài giảng này thì các bạn sẽ áp dụng luôn, vì không có gì không áp dụng được hết, chỉ có điều chúng ta không nghĩ đến mà thôi. Đó. Siêu âm tim thì chúng ta biết rồi, đây cũng có rất nhiều các cái chuyên gia siêu âm của viện tim mạch rồi của các bệnh viện. Tóm lại là siêu âm tim chủ yếu là nhằm xác định các bệnh lý tim thực tổn như bệnh cơ tim phì đại, rồi người ta có thể cho bệnh nhân siêu một tư thế nằm, tư thế gần đứng, rồi tư thế một số tư thế khác nhau để làm các cái test để xem là có cái đáp ứng với các huyết động, huyết áp như thế nào. Và siêu âm đương nhiên là phát hiện những cái bệnh lý thực tổn khác mà căn nguyên thường gặp cái ngất, như là bệnh cơ tim phì đại, hẹp động mạch chủ khít, tách thành động mạch chủ, vân vân. Đấy, thì cái này chúng ta biết rồi, tất cả các bệnh nhân ngất đều phải làm siêu âm điện não đồ, rồi CT scanner sọ não, siêu mạch cảnh cộng hưởng từ, giá trị hạn chế trong chẩn đoán ngất. Thật tiếc là chúng ta chỉ định rất nhiều nhưng mà hạn chế lắm, giá trị hạn chế lắm. Đấy. Mà không được khuyến cáo thường quy cho các bệnh nhân ngất, chúng ta tìm những nguyên nhân đấy trước đó. Và chỉ có là trường hợp nào chúng ta quá nghi ngờ, trường hợp động kinh, chúng ta cho bệnh nhân ngất thì ghi điện não đồ, một năm chúng ta gặp được bao nhiêu cơn động kinh, rất hiếm, vì phần lớn là do những nguyên nhân khác. Cho nên chính vì cái vai trò chẩn đoán không lớn cho nên người ta không khuyến cáo thường quy. Tuy nhiên là các bác sĩ thực hành có thể đưa ra quyết định riêng của mình, nếu thấy cần thiết chúng ta có quyền chỉ định. Nhưng mà các cháu bé tuổi trẻ trẻ, phụ nữ ngất đi ngất lại tái phát từ năm 10 tuổi, năm 40 tuổi thì kể cả đi chụp cộng hưởng từ chắc chắn dự đoán trước là không có bệnh lý gì, vì nó đã bị từ lâu, nó bị lặp lại nhiều lần. Thăm dò điện sinh lý tim là một cái chỉ định lúc nào người ta nghĩ đến. À, ngất thì cho là thăm dò điện sinh lý tim, nhưng mà thưa các anh chị các bạn là vai trò điện sinh lý tim cũng khá là hạn chế, chỉ định trong trường hợp là nghi ngờ là do loạn nhịp, như là sau nhồi máu cơ tim, bệnh nhân suy tim mà có cân ngất thì chúng ta có thể làm cái thăm dò điện sinh lý tim để xem có gây được các cơn tim nhanh thất, đa hình thái hay là dai dẳng hay không. Đấy, chỉ định loại 1. Còn lại là đều chỉ định từ A, loại 2A, 2B. Chủ yếu là những trường hợp mà các cái thăm khám khác không rõ được, không tìm được quan hệ nhân quả thực sự gây ra cơn ngất thì chúng ta mới chỉ định, chứ không chỉ định rộng rãi. Và đương nhiên là thăm dò điện siêu tim có thể kết hợp điều trị. Nếu mà chúng ta thăm dò điện siêu tim ghi điện đồ bó hít, thấy là bệnh nhân này trên điện đồ thì có block 2 nhánh hay 3 nhánh mà khoảng HV trên 70 giây, thì những bệnh nhân này có chỉ định được cây máy tạo nhịp tim. Đấy, vì như vậy. Hoặc là thăm dò điện siêu tim mà gây ra cơn tim nhanh thất thì chúng ta đốt điện luôn. Đấy, tim nhanh chân thất chúng ta đốt điện luôn. Thì việc đốt điện thành công có thể là giải quyết được căn nguyên gây ngất một cách cơ bản. Chụp động mạch vành cần chụp vành tất cả bệnh nhân gây ngất hay không? Thì xin thưa là ngất không phải là cái quyết định gây chụp động mạch vành. Chúng ta đọc nguyên văn khuyến cáo 2018. Ở các bệnh nhân ngất, chỉ định chụp động mạch vành qua da giống hệt với các trường hợp bệnh nhân khác không có triệu chứng ngất. Đó. Tức là ví dụ bệnh ngất kèm theo đau thắt ngực, ngất kèm theo tiền sử nhồi máu, có cái sẹo nhồi máu cơ tim cũ trên điểm đồ, thì chúng ta không chụp mạch vành. Còn lại thì chúng ta không chụp thường quy. Đấy. Mà, tuy nhiên là ở chúng ta thì những bệnh nhân mà tuổi trung niên trở lên, đấy, có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu, có đái tháo đường, lại ngất, thì chúng ta chụp mạch vành có sai không? Không sai, vì đây là nhóm có nguy cơ thực sự bệnh mạch vành rồi, nó tương đương như là bệnh nhân không ngất khác thôi. Đó. Về xử trí ngất là một slide cuối cùng, thì là xử trí ngất thì là như tôi nói lúc nãy có ba nhóm ngất chính: ngất do phản xạ, do tụt huyết áp tư thế là hai nhóm, thứ ba là ngất do tim, và thứ ba nữa là ngất không rõ nguyên nhân, chưa biết căn nguyên gì. Tất cả các thăm dò, các suy đoán của người bác sĩ thực hành không thể biết nguyên nhân tại sao, thì chúng ta xử trí như thế nào. Thì nếu mà ngất do phản xạ hay do hạ huyết áp tư thế thì chúng ta có thể là điều chỉnh lối sống, giáo dục sức khỏe, đấy, và
Một vài trường hợp thì chúng ta có thể có những cái điều trị đặc thù, ví dụ ngất do phản xạ, đồng nghĩa là cường xoang cảnh. Nhưng mà chạm vào xoang cảnh cái nó ngừng tim 7 đến 8 giây và ngây ngất thì trường đó chắc chắn phải cấy máy tạo nhịp. Đấy. Đó, theo đặc thù. Nhưng nói chung là chủ yếu vẫn là thay đổi lối sống và tư vấn về sức khỏe là được. Ngất do tim thì ngất do loạn nhịp thì điều trị theo kiểu các cái module loạn nhịp. Cơn tim nhanh rất đơn giản thì đốt điện. Đấy. Hội chứng Rugada mà đã ngất có bằng chứng của nhanh rất dung thất thì cấy ICD. Đó, ví dụ như vậy. Các bệnh lý thực tổn liên quan tim như bệnh cơ tim phì đại, hẹp động mạch chủ khít thì làm TAVI, chúng ta chữa cái nguyên nhân sa van hai lá thì có thể là dùng các can thiệp hoặc là phẫu thuật vân vân. Đó là ngất do tim. Ngất do tim ngủ thì là điều trị các bệnh tim nền, tim thực tổn, hoặc là chụp động mạch vành lên tới hẹp khít động mạch lên thất trước thì nong đặt sen cho người ta. Đấy, ví dụ như vậy. Trường thứ ba là ngất không rõ nguyên nhân là khó. Ngất không rõ nguyên nhân thì bây giờ làm thế nào? Thì nếu mà nguy cơ thấp thì chúng ta theo dõi. Còn nếu nguy cơ cao có nghĩa là ngất không rõ nguyên nhân trên nền EF, phân tích tổng hợp thất trái chỉ được 30%, hay là bệnh nhân có sẹo nhồi máu cơ tim cũ, hay là bệnh nhân có Brugada tiếp A, hay là bệnh nhân có bệnh cơ tim phì đại và vách nhân thất tới 30mm dày, thì trong trường hợp đó, cho dù không rõ căn nguyên tận cùng nó là cái gì, đấy, chúng ta không có điều kiện để làm rõ cho nó được, thì người ta vẫn khuyên là nên cấy ICD cho bệnh nhân, đúng không? Bởi vì là phòng ngừa đột tử, tránh trường hợp ngất lại lần thứ hai thì sẽ không bao giờ tỉnh. Đó. Nguyên lý tiếp cận như vậy. Thì tôi cũng chỉ nói ngắn gọn thôi. Ví dụ như ở cái ngất do phản xạ thì tư vấn sức khỏe, điều chỉnh lối sống vẫn là quyết định. Ví dụ như là bảo bệnh nhân có tiền triệu, mỗi khi mà thấy nóng ở ngực là cháu sẽ bị ngất. Thì nếu mà khi nóng ở ngực thì cháu hãy nằm xuống. Nếu mà không thể nằm thì cháu ngồi xuống. Đấy, thì nó đỡ hơn là cháu đứng. Đứng thì bị ngã nó nặng hơn. Đấy. Và dễ bị ngất hơn. Cháu ngồi xuống. Sau cháu ngồi xuống xong thì cháu bắt chéo hai chân lại. Và co cứng cái cơ đùi lại. Để tăng cái trở kháng ngoại biên. Đó. Hoặc là cháu nắm hai cái bàn tay lại. Và cháu giằng cái bàn tay ra. Đấy. Thật mạnh như là cái động tác lên gần. Thì cháu sẽ thoát được. Đó. Nhưng mà cháu nó làm xong về cháu vẫn bảo là thưa bác sĩ là vẫn làm thì thấy nó chậm trễ hơn. Cháu thu được lâu hơn nhưng đến lúc cũng là đến một cái point of no return là cháu bắt đầu thấy sao sầm mặt mũi không nhìn thấy gì cả và cháu mới ngất thực sự. Thì là chúng ta cũng là có những cái manh mối để chúng ta chẩn đoán được cái bản chất cái đấy. Và dần dần là cháu lặp đi lặp lại nhiều lần cộng với là những hỗ trợ về tâm lý thì cháu thoát được cơn ngất. Và như vậy câu chuyện đã xong. Thì ngất do phản xạ như vậy. Nhưng người ta vẫn còn xu hướng là ở những cái bệnh nhân mà trên 40 tuổi ngất do cường xoang cảnh quá, xoa xoang cảnh thì ngừng 6-7 giây thì người ta vẫn khuyên là nên tạo nhịp tim cho người bệnh. Đấy. Như vậy đây là một cái kết hợp lành tính nhưng nhiều lúc vẫn phải can thiệp. Đây là một cái Hội Tim Mạch Châu đã có những hướng dẫn chi tiết đấy cho người bệnh và chắc là các bạn cũng có nhiều bạn cũng chưa đọc bao giờ. Đấy. Thứ nhất là khi mà bạn cảm giác là cái triệu chứng ngất đang đến thì cái đáp ứng tốt nhất là cháu nên nằm xuống. Đấy, nằm xuống. Nếu mà không thể nằm được thì cháu ngồi xuống. Sau dùng các cái biện pháp tăng trương lực cơ đấy vân vân, người ta hướng dẫn cháu nên uống hơn 2 lít nước mỗi ngày, có thể uống nước khoáng đấy vân vân để cung cấp thêm các chất muối cho bệnh nhân đó. Rồi là có thể uống orezon trong trường hợp mà cảm thấy cần, chơi thể thao ra mồ hôi nhiều mà lại có ngất thì uống 2 lít orezon 2 gói thì cũng được không sao đó. Và nên là thứ hai nữa là nên với các người cao tuổi hơn thì nên tránh dùng các thuốc giãn mạch. Đấy, dùng thuốc hạ huyết áp thì phải thỏa hiệp, đừng có dùng liều cao. Đấy, nhất là khi có kèm theo phản xạ gây ngất. Đó, hướng dẫn như vậy. Thế đây một vài minh họa. Khi bệnh nhân ngất thì người ta bắt chéo hai chân lại để tăng trương lực và tăng sức cản ngoại biên. Người ta bóp chặt một cái gì đó để tăng trương lực. Người ta lồng hai bàn tay vào kéo căng ra để các cái phản xạ để thoát ngất. Tuy nhiên là đó là những trường có tiền triệu. Chứ còn những người đến nó bảo là tôi tự nhiên là ngất không biết gì cả thì những biện pháp này không hiệu quả. Và trong trường đó chúng ta cần phải nghĩ tới các nguyên nhân ngất nguy hiểm hơn là ngất phản xạ. Đối với cái tụt huyết áp tư thế thì vẫn là giáo dục sức khỏe, thay đổi lối sống vẫn là cơ bản. Sau đó là hướng dẫn bệnh nhân là uống đủ muối nước. Đó. Sau đó là giảm bớt các cái thuốc gây giãn mạch quá mức. Đấy. Ví dụ như là dùng 2 viên amlo, huyết áp 110-70 đẹp lắm nhưng mà tháng ngất một cơn thì thôi uống một viên amlo để chấp nhận huyết áp chỉ 130-80 mét thủy ngân là chấp nhận được, cho chúng ta hài hòa. Đó. Nếu mà vẫn còn triệu chứng
thì chúng ta phải cho bệnh nhân đi tất áp lực, để cho bệnh nhân, khuyên bệnh nhân ngủ đầu cao khoảng 10 độ, để dùng một số thuốc như là Mindorin hay là fludrocortisone. Những thuốc này thì đôi khi vẫn có sẵn tại Việt Nam đó. Tôi nhớ là Mindorin là thỉnh thoảng vẫn bán tại hiệu thuốc, bây giờ còn hay không tôi có thể cho mình thêm. Nhưng trước hết là nên giảm liều các thuốc giãn mạch gây tụt huyết áp tự thể đó. Thế còn ngất do tim thì đây chính là cái vấn đề của rối loạn nhịp rồi đấy. Nếu có bằng chứng rõ của hội chứng suy nút xoang, nhịp chậm lốc như tắt thì cái máy tạo nhịp là giải quyết cơ bản. Nếu mà bằng chứng của ngất block hai nhánh chẳng hạn, nhưng mà lại không rõ là có bị block thực sự hay không, thì chúng ta có thể làm thăm dò điện sinh lý để đo khoảng HV. Nếu mà thời gian dẫn truyền hít thấp mà dài, block dưới hít thì chúng ta vẫn có thể cấy máy tạo nhịp. Thế còn đối với họ hàng nhịp nhanh thì chỉ có hai cách thôi: một là đốt điện, hai là dùng thuốc chống loạn nhịp, ba là cấy ICD. Chúng ta cân nhắc tùy theo từng trường hợp cụ thể trong các module bài giảng về các loạn nhịp khác nhau. Đó. Đấy. Và một cái mục nữa rất ngắn gọn thôi là xử trí nguyên nhân ngất theo các cái nhóm đặc thù. Đấy. Một khi đã chẩn đoán được nguyên nhân ngất rồi đấy, thì nó xử trí thế nào? Thế trong hội chứng Brugada chẳng hạn thì ta áp dụng khuyến cáo Brugada. Đấy, ví dụ như là bệnh nhân mà Brugada tiếp A ngừng tim được cứu sống, không phải tự ngất xong mà không tự tỉnh lại đâu, người ta ép tim mãi người ta sốc điện mới sống được thì là ngừng tim được cứu sống. Còn ngất là nằm một lát lại lồng cồn bò dậy là ngất đó. Thì nếu mà Brugada mà ngừng tim được cứu sống thì cấy ICD loại 1 nó thuộc cái phạm trù khác. Nhưng nếu mà ngất không rõ ràng lắm thì chúng ta có thể cân nhắc chỉ định 2A đấy, cho những bệnh nhân ngất kèm theo điện tâm đồ có dạng Brugada tiếp 1 hay tiếp A đấy, mà các cái phân tích về lâm sàng khai thác cái đặc trưng cân ngất mà người thầy thuốc nghĩ rằng là nhiều khả năng do loạn nhịp đấy. Chứ còn ví dụ như là anh nhìn thấy máu anh lại ngất, ngất xong thì cất dắt anh xa ra khỏi chỗ có máu thì anh hết ngất thì có thể vẫn qua tiếp 1, nhưng chúng ta chỉ cần theo dõi thôi. Đó. Hoặc là đây một trường hợp mà bệnh nhân có block 3 phân nhánh, có block chính phải an toàn, có block phân nhánh trái sau và có block cấp 1. Thế trong được 3 phân nhánh này thì chúng ta làm gì? Đấy thì thường thì nếu bệnh nhân có ngất là thường là đã có chỉ định cái máy tạo nhịp vĩnh viễn rồi. Đó. Còn không chúng ta làm thăm dò điện sinh lý để tìm thêm cái đoạn block ở đâu. Đấy, và thường là block dưới hít và có chỉ định cái máy tạo nhịp. Đấy. Thì đó là một cái vài nét liên quan tới chẩn đoán xử trí ngất. Đây là một cái chủ đề khó nhưng hy vọng là tìm hiểu về nó cũng khá là hấp dẫn và hy vọng đã cung cấp cho các bạn những cái nội dung kiến thức đầu tiên. Hẳn là trong cái lớp này thì cũng có nhiều các anh chị chuyên khoa sâu cũng đã đọc, đã tìm hiểu, nhưng tôi xin hệ thống lại như vậy. Và chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút để bước sang bài thứ hai, nó ngắn gọn hơn là dị phòng đột tử do tim. Trước khi kết thúc bài giảng thì xin mời thầy Hạnh, thầy Quân, các anh chị em học viên có ai có câu hỏi gì liên quan đến bài giảng không ạ? Một hai câu hỏi gì đó. Vâng, chào thầy Hạnh. Vâng, em chào thầy. Thầy ấy dự định trong tương lai việc mình có làm cái niệm pháp bản nghiêng không thầy? Có, đây là một cái xét nghiệm rất cần thiết. Hiện tại thì thực ra là đã có đề án để mua niệm pháp bản nghiêng, nhưng mà đã submit lên một thời gian dài nhưng mà chưa thấy phản hồi. Thực ra những cái viện tim mạch trung ương ngoài các cái đơn vị điện sinh lý, chúng ta phải cần phải có một cái đơn vị về ngất gọi là syncope unit theo cái mô hình của nước ngoài. Tuy nhiên là chúng ta chờ đợi một thời gian nữa, điều kiện nào thuận lợi chúng ta có thể làm thiết lập những đơn vị như vậy. Cảm ơn thầy Hạnh. Cảm ơn thầy. Vâng, nếu vậy thì xin mời các anh chị em chúng ta nghỉ giải lao 10 phút. Đêm đã về khuya nhưng thôi thì chúng ta học cho hết hai bài vậy. Và chúng ta sẽ quay lại bài giảng vào lúc 21:05 ạ. Được không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn các bạn.